Ukraine tố Nga tập kích kép Zaporizhia. Giới chức Ukraine cho biết Nga phóng các tên lửa ngắt quãng vào thành phố Zaporizhia, đòn tập kích kép thứ hai trong 48 giờ. Nga phóng hai tên lửa trước, sau đó 40 phút thì khai hỏa tiếp một quả nữa vào cùng mục tiêu. Trong lúc lực lượng cứu hộ và cảnh sát đang làm việc, Ivan Fedorov, tỉnh trưởng do Ukraine bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhia, ngày 5 tháng 4 cho biết, đề cập vụ tập kích của Nga vào thủ phủ cùng tên của tỉnh. Ông nói cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Moskva cùng ngày cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công tầm xa vào các vùng lãnh thổ khác của Kiev. Theo giới chức Ukraine, Oleh Sinibo, tỉnh trưởng Kharkov, cho biết Nga đã hai lần tập kích khu vực này trong ngày 5 tháng 4, thêm rằng không có người nào bị thương. Thị trưởng Kharkov Iotekhekov nói có nhiều vụ nổ bên trong thành phố và yêu cầu người dân di chuyển tới nơi an toàn. Phòng không Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ bom dẫn đường do Nga phóng nhằm vào thành phố Odessa ở miền nam nước này. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, song cho biết đã tiến hành tổng cộng 39 cuộc tập kích hiệp đồng máy bay không người lái UAV, vũ khí trên bộ, trên không tầm xa chính xác cao vào hạ tầng năng lượng và tổ hợp quốc phòng của Ukraine từ ngày 31 tháng 3 tới 5 tháng 4. Sự việc hôm 5 tháng 4 là lần thứ hai Ukraine tố Nga tiến hành tập kích kép vào lãnh thổ nước này trong 48 giờ. Ông Sinibo cho biết Nga sáng ngày 4 tháng 4 đã triển khai UAV nhắm vào một tòa nhà cao tầng ở quận Novobavi, khiến công trình này bị hư hại. Sau khi lực lượng cứu hộ được điều tới hiện trường, lực lượng Nga tiếp tục tấn công tòa nhà này một lần nữa, khiến 3 nhân viên cứu hộ thiệt mạng và 6 người dân bị thương. Tờ Kyivpost của Ukraine cho rằng tập kích kép là chiến thuật bất hợp pháp, do đòn đánh thứ hai chủ đích nhắm vào lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường sau cuộc tấn công thứ nhất. Vi phạm Công ước Geneva về bảo hộ dân thường trong xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích vụ tấn công vào Kharkov của Nga, gọi đây là hành động hèn hạ. Dmytro Lubinets, quan chức Ukraine phụ trách vấn đề nhân quyền, khẳng định mỗi động thái của Nga đều chứng tỏ rằng nước này chỉ xứng đáng với tòa án. Nga gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV, tên lửa vào các mục tiêu nằm sâu lãnh thổ Ukraine. Giới chuyên gia nhận định Moskva đang áp dụng chiến thuật dương đông kích tây, gây sức ép lên hậu phương Ukraine để buộc nước này phải rút các hệ thống phòng không về bảo vệ, tạo điều kiện để không quân Nga có thể tự do hoạt động hơn trên tiền tuyến. Trong cuộc điện đàm ngày 5 tháng 4 với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov kêu gọi Washington và các đồng minh chuyển giao cho Kiev thêm hệ thống phòng không, đạn tên lửa để đối phó các cuộc tập kích của Nga. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.